À quên mặn nhỉ, mặn làm TikTok. Quay. Quay. Quay cho tôi xem. Bây giờ Covid nhiều nhỉ. Em cần đi nhiều lắm. Nhiều giờ bắt nào cũng nhiều lắm. Anh giờ nó cũng tránh như thế này. Ừ. Mất nó rồi. Đâu có như mất thủ công anh nghỉ một tháng. Ừ. Nhưng mà nếu mà ví dụ như bây giờ mà mình là ví dụ như bây giờ ví dụ như bây giờ mình là bị Covid mình không khai báo y tế chả sao được. Ừ, không bị thì ở nhà thôi thì đi. Ừ. Không mà mình không phải báo lên Nam ra. Không chung không ảnh hưởng ai. Nó có em làm thế nó nào có thằng nhà nó biết không. Ừ. Nhưng mà nó đang tên nhà. Nó thay cái gần trong nhà thôi. Quay tiếp không?